Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. A Di Đà Phật và kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây Nhật Từ xin kính giới thiệu đến với quý vị vị thầy rất từ bi luôn trợ giúp hàng Phật tử chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp, đó là Thượng Tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật và lời đầu tiên Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an. Tuần vừa rồi không có thực hiện chương trình, Nhật Tường rất là nhớ được làm cái chương trình Phật pháp này, và hôm nay Nhật Tường được ngồi đây hầu chuyện với quý vị. Bên cạnh Nhật Tường có thầy nữa, cho nên Nhật Tường rất là vui, và đây tức là môi trường tích cực, đây tức là môi trường thánh thiện để cho chúng ta cùng nhau tu tập và học hỏi Phật pháp, để chúng ta tăng trưởng cái công đức cũng như cái phước đức của chúng ta. Kính thưa quý vị, chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại. Hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này, đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày mỗi được tăng trưởng hơn, lòng tin chúng ta đối với giáo pháp Đức Phật kiên cố hơn. Hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh Tương Bộ với chủ đề là sanh khởi. Chủ đề sanh khởi này mang lại lợi ích gì trong đời sống tâm linh của chúng ta? Nhật Tường rất là hiếu kỳ, hy vọng quý vị đồng cảm với Nhật Tường. Giờ đây, Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường mời đại chúng đến với chủ đề vấn đáp Phật pháp hôm nay, đó là chủ đề sanh khởi. Nhân duyên Đức Thế Tôn của chúng ta cũng ở tại Savatthi, và Thế Tôn dạy các tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, cái gọi là sắc sanh trú khởi hiện hữu, cái ấy là khổ sanh, bệnh tật trú, già chết hiện hữu. Có những sự tuyên bố rất đơn giản như vậy mà chúng ta nghe chấn động cả tâm tư. Chúng ta thấy rằng sắc sanh, rõ ràng trong đời sống của chúng ta, thân này là thân thức tụ với hình sắc tồn tại. Chúng ta ăn uống, hít thở, chúng ta cố duy trì mạng sống này. Và tất cả mọi hữu tình vô lượng ở trên thế gian đều tìm thức ăn để tồn tại, để duy trì mạng căn. Và chúng ta thấy rằng sắc nó sanh khởi. Mà một khi sắc sanh khởi thì nó có cái tính năng tồn tại ở trong một cái thời gian nhất định nào đó, đó gọi là trú. Rồi trong cái trú đó nó khởi ra, nó làm nền tảng cho khởi ra một cái mới, và cái mới này chúng ta gọi là một sự hiện hữu. Hiện hữu thì nó có tính thời gian, ở trong hiện tại sự hiện hữu, và cái sự hiện hữu đó là hiện hữu của một chuỗi duyên sinh, cho nên nó tồn tại. Nó sẽ gì? Nó sẽ ẩn tàng ở trong đó đặc tính khổ, cho nên gọi là khổ sanh. Bệnh tật sẽ trú ở trong cái môi trường đó, và già chết là một pháp hiện hữu không thể nào chấm dứt. Chỉ có pháp niết bàn, chỉ có pháp tịch diệt mới là chấm dứt cảnh già chết mà thôi. Thế Tôn nói này các tỳ kheo, cái gọi là thọ sanh trú khởi hiện hữu, tướng sanh trú khởi hiện hữu, các hành sanh trú khởi hiện hữu, cho đến thức sanh trú khởi hiện hữu, và cái ấy gọi là khổ sanh, bệnh tật trú, già chết hiện hữu. Hay nói cách khác, năm thủ ứng, nó sanh, nó gì? Nó trú, nó khởi, nó hiện hữu, thì ở trong đó là cả một khối khổ thủ ứng mà chúng ta gọi là khổ sanh, bệnh tật trú, và già chết hiện hữu. Khi nào chúng ta đến chỗ vô sanh niết bàn thì chúng ta mới chấm dứt tiến trình này. Chỉ trừ một số vị A-la-hán,
Các ngài bậc A-la-hán bất động tâm giải thoát trở lên, tâm của các ngài thường ở trong niết bàn. Mạng căn sở dĩ mặc dầu đã chứng A-la-hán, nhưng mạng căn nó duy trì một phần, đó là do gì? Do đặc tính của thọ mạng ở trong cõi này. Chỉ trừ một số trường hợp, ví dụ như đắc A-la-hán quả nhưng mà không được sự che chở của pháp y, thì mạng căn của vị ấy phải lập tức chấm dứt. Đơn giản là ở trong vô lượng kiếp đến ngày hôm nay, biết đâu chúng ta đã từng tạo ra ác nghiệp. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn thương xót thế gian, thành ra chớ ra pháp y để hộ trì mạng căn của các vị thành tựu. Vì nếu như vừa thành tựu giáo pháp giác ngộ mà không còn một chút thời gian để mà dạy dỗ giáo pháp ấy cho cuộc đời, thì giáo pháp ấy hoàn toàn người đời không biết gì cả, thành ra cũng không có lợi lạc gì. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn chớ ra pháp y để hộ trì mạng căn các vị thành tựu ở trong ấy, thì có thể đem sự thành tựu mà giảng dạy cho người đời. Và nó còn một cái đặc điểm nữa mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là nếu như chúng ta thành tựu ít nhất là tứ thiền trở lên. Vị thành tựu tứ thiền trở lên, vị này có một cái khả năng định siêu việt mà chúng ta gọi là uy lực của định, sức mạnh của định. Ví dụ như vị này muốn chuyển từ mạng căn đi vào trong niết bàn, hay là chuyển từ thọ mạng còn sót lại trong vô lượng kiếp để kéo dài mạng căn trong hiện tại, thì cách thức phải làm sao? Vị ấy cần đem một cái món đồ mà mình yêu thích, đem một cái món đồ mà mình thường sử dụng, đem ra xả thí. Khi xả thí xong rồi, ý nghĩ khởi lên, miệng phải nói ra thành lời chứ không được im lặng. Miệng phải nói ra thành lời nó mới thành pháp. Thì lúc bây giờ miệng nói ra thành lời rằng tôi nguyện đem tất cả công đức xả thí này trở thành một nhân tố khởi lên nguyện ước, đó là đem thọ mạng còn sót lại hồi hướng cho đến cảnh giới niết bàn thanh tịnh rốt ráo. Thế rồi sau đó đi thẳng vào ở trong tứ thiền, thì ở trong tứ thiền cơ thể nó sẽ hoạt động ra một cái cảnh giới rất là siêu việt, đó là mạng căn của người ấy trong vòng 7 ngày cơ thể chấm dứt và tất cả phước báo ở trong thọ mạng đều chuyển vào cảnh tịch diệt niết bàn. Hoặc giả ngược lại cũng có thể là đem một cái món đồ mình yêu thích ra bố thí, và khi bố thí xong rồi thì nguyện đem tất cả phước lạc ấy trở thành một cái duyên khởi động cho bao nhiêu phước báo thọ mạng sót lại ở trong nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho đến ngày hôm nay để cho thọ mạng kéo dài một kiếp hay hơn một kiếp nữa. Thì bao nhiêu kiếp mà chúng ta đã từng chết yếu ở trong quá khứ, tức là sử dụng tuổi thọ chưa hết, đem tuổi thọ còn sót lại đó gom lại một khối và chuyển đến ngày hôm nay. Thì ở trong ngày hôm nay bắt đầu thọ mạng của người này lẽ ra chấm dứt, nhưng nó có thể kéo dài ít nhất là 12 năm. Như vậy thì thưa lập quý vị, đó là những cái cảnh giới mà chúng ta gọi là uy lực của định tự tại, có thể làm cho sắc nó sanh, nó trú, nó khơi, nó hiện hữu. Nhưng đặc tính của nó vẫn là khổ, là bệnh tật trú ở trong cái thân xác hiện hữu đó, cũng như là cái già chết nó phải diễn ra mà thôi. Nhưng mà ở trong tâm tu giác ngộ thanh tịnh cho nên không bị khổ bởi tâm, nhưng cái thân đau đớn bệnh tật thì đương nhiên nó vẫn diễn ra. Như vậy thì thưa liệu quý vị, khi nào mà chúng ta gọi rằng là chấm dứt tất cả tiến trình khổ này? Chỉ có khi nào chúng ta đoạn diệt sắc, chúng ta không có tái sanh nữa, chúng ta an trí biến mất, đó gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an trí và chết biến mất. Tương tự như vậy, năm thủ ứng cũng sẽ chấm dứt theo tiến trình ấy. A Di Đà Phật, đó chính là nội dung mà chúng ta cần chia sẻ và vấn đáp hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đề đầu kính tri ân thầy đã thương xót hàng Phật tử chúng con, đã giảng cho chúng con bài pháp sanh khởi.
cùng với đại chúng đang lắng nghe trên chương trình Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Và để chúng con xin phép Thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, Thầy đã hướng dẫn xong một cái phần chủ đề đầu tiên là chủ đề sanh khởi. Quý vị có những câu hỏi gì không? Có những ý tưởng gì trong chủ đề này hay không? Không nhất thiết là cái chủ đề này hoặc là bất cứ câu hỏi nào trên phương diện tu tập, chúng ta cùng nhau sinh hoạt tích cực nha, để chúng ta cùng nhau học hỏi để mà tiến tu trên bước đường tu tập. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, thì cũng vậy, cũng như thường lệ, Nhật Tường xin gieo duyên đặt một vài câu hỏi. Có thể những câu hỏi của Nhật Tường có khi thì đi thẳng vào vấn đề, có khi thì vu vơ ở chỗ nào, nó không có liên can gì hết. Nhưng mà Nhật Tường cũng cố gắng Nhật Tường nói, mà rất may thì có khi Nhật Tường nói lạc đề tài thì Thầy cũng giúp Nhật Tường để mà chỉnh cái đề tài lại, để chi? Để quý vị có thể hiểu mà quý vị thông cảm để cùng nhau chúng ta học hỏi Phật Pháp ngày hôm nay. Giờ đây Nhật Tường đặt câu hỏi, nếu có điều gì sai xin quý vị tha thứ cho Nhật Tường. A Di Đà Phật. Và kính bạch Thầy, qua những cái càng ngày thì con thấy cái bài pháp này, cái giáo lý nó rất là cao siêu. Thì có khi á, có người có trình độ Phật Pháp thì người ta hiểu, mà có người á, cũng chưa chắc gì hiểu. Con xin hỏi thẳng vào vấn đề, cái giá trị của bài pháp này nó tương xứng cho hàng Phật tử tu tập bây thời đại bây giờ như thế nào? Hàng Phật tử thì có hai loại, loại Phật tử tu tập ở tại chùa miên mật hoặc là Phật tử ngày tuần đi chùa hai ngày thôi. A Di Đà Phật. Dạ, thưa Nhật Tường, Thầy mới nghe lần đầu tiên Nhật Tường chia Phật tử hai loại. thực ra là chúng ta không có chia được. Yeah. Chúng ta không có chia được. Nếu như có chia thì chúng ta chia tới 8 loại lần. Yeah. Tới 8 loại trong kinh điển, là 8 loại. Tức là chẳng hạn như có loại thì Phật tử chỉ quy y thôi, hay là Phật tử giữ được một giới. Đó, có tên là Phật tử quy y Tam Bảo mà chỉ giữ một giới không sát sanh, còn bốn giới phạm hết. Đó, cho nên đó là Phật tử giữ được ít phần, rồi tới Phật tử giữ được ba giới gọi là bán phần, rồi Phật tử giữ được năm giới gọi là Phật tử toàn phần, rồi tới Phật tử là có thân cận thiện sĩ cho nên có đi chùa. À, rồi có người thì đi chùa mà có thể là lắng nghe chánh pháp. À, rồi có người lắng nghe chánh pháp rồi lại tập là suy nghĩ ở trong chánh pháp. À, cho nên cái tài gọi là lắng nghe chánh pháp nó với nhiều cái hình thức khác nhau, chẳng hạn như đọc sách hay là tụng kinh trì chú, đó là một trạng thái mà lắng nghe chánh pháp đó. Rồi á, có người thì suy nghĩ, rồi có người thì hơn thế nữa đó là hiếu, rồi có những người hiếu và bắt đầu là sử dụng vào trong sinh hoạt sống để mà thay đổi cái quan điểm, thay đổi cái hoạt động của mình. Hả? Rồi có người thì hiếu rồi mà có thể là làm việc rồi mà có thể lan tỏa cái hiếu của mình ra cho người khác, lan tỏa và thuyết phục người khác là thực tập giống như mình, có một lối sống như mình. Thì Phật tử chia ra nhiều kiểu khác nhau lắm, thành ra là chúng ta khó mà có thể định hình được. Và ngay cả hai hạng Phật tử liền kề nhau thì chúng ta cũng đã khó phân biệt, đừng nói chi là tới 8 hạng, phải không? Nhưng mà ở đây á, bài pháp này nó có giá trị như thế nào đối với Phật tử thì thưa các vị, tùy theo cái trình độ, tùy theo cảm nhận. Chúng tôi nói ví dụ như thế này, hôm qua có một cô Phật tử cũng đi chùa mấy chục năm, ngồi thiền mấy chục năm. Nhưng cô nói rằng thiền thì im miệng chứ không được nói gì cả. Và trong cuộc sống thì có nhiều vấn đề cô không có hiểu. Và cuối cùng thì trong tâm của cô rơi vào trạng thái khổ đau. Đó là bởi vì mình gắn bó vào một cái chương trình. Khi mình xa rời, mình sợ bị thị phi, mình sợ bị trách. Mình sẽ bị nói tại sao bỏ chùa, bỏ đạo tràng, bỏ trú xứ. Cho nên nhút nhát không có dám rời đi. Đó rồi tới khi già yếu, cơ thể nó mệt mỏi, đi chùa không nổi nữa. Và trong tâm nó sinh ra những cái ảo giác hoang mang, lo lắng đủ điều. Và hôm ấy bất chợt nghe trên Bồ Đề Phật Quốc TV, không hiểu Thầy Quyền Châu trùng tuyên đoạn kinh nào cô không có nêu rõ. Nhưng cô nói rằng lời của chúng tôi trùng tuyên đã đi thẳng vào trong trái tim của cô. Và cô rơi nước mắt. Cô chắp tay, cô vái chào trên đài, trên TV.
Và cô nói rằng con đổi ơn thầy, con đổi ơn thầy, con đã hiếu, con đã nhờ thầy nói, con đã nhận ra. Thì kính thưa quý vị, một người Phật tử như vậy là cũng không có hiểu Phật pháp gì, tính tình thì nhút nhát, thậm chí là đến mọi người ta gọi là thật thà trai đứa dại đó, thật quá, thật thà quá, thành ra khờ khạo. Thì nhưng mà trong giáo pháp của Như Lai thì nó giác ngộ là kỳ diệu bất khả tư nghị. Thành ra ở trong bài pháp sanh khởi này chúng ta không biết rằng là nó phù hợp với đối tượng nào, nhưng chúng tôi chỉ tin rằng là tâm tư khác biệt của hữu tình trên thế gian này thì những lời pháp của Như Lai không cần qua phân tích, chỉ cần trùng tuyên rằng là cái gọi là sắc sanh trú khởi hiện hữu thì cái đó khổ sanh bệnh tật trú già chết hiện hữu, đó là cái nguyên lý đương nhiên. Hay nói cách khác là có thân là có gì, có bệnh, có già, có chết. Và khi chúng ta nghe như vậy rồi thì ai cũng có thể hiểu được rằng á, là chúng ta bệnh không có gì than vang, chúng ta già không có gì mà phải khó chịu, và chúng ta chết không có gì sợ hãi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nó cũng có cái tác dụng với tất cả mọi người chứ không riêng gì một ai. Đó là những điều mà chúng ta có thể chiêm nghiệm được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, hồi nãy khi nhập từng đó là hai loại Phật tử thầy cười, và đó cũng là cái điều mà muốn cho quý vị thấy rằng đó, đây là không có sự sắp đặt trước, mà nhiều khi từng những cái ngây ngô đó như vậy mà nó mới đem lại cái sự sống động, phải không thầy? Vâng. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy. À, sắc sanh chú khởi hiện hữu, rồi bệnh già, rồi bệnh hiện hữu, rồi chết hiện hữu, thọ cũng vậy, tưởng vị hành cũng vậy, thức cũng vậy. Kính bạch thầy cho con hỏi lại một lần nữa, như vậy thì cái này với giáo lý mà 12 nhân duyên Đức Phật dạy có giống hay là khác, kính bạch thầy? Dạ, cái này thì ở trong này 12 nhân duyên nó ẩn tàng, cho nên chúng ta không nên phân tích 12 nhân duyên ở trong chỗ này. Mà chúng ta thấy cái giáo lý khởi lên mạnh nhất ở đây á là năm uẩn. Tại vì nguyên cái bài này á thì đầu tiên Đức Thế Tôn nêu ra sắc hiện hữu, đó là sắc thân của chúng ta đang hiện hữu, sắc sanh khởi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sanh khởi mà nó đang duy trì mạng sống đây, nó đang hiện hữu đây, thì nó là một yếu tố sanh ra là đương nhiên. Và ở trong đó nó đồn trú bệnh tật, nhưng bệnh tật nó ẩn trú trong thân mạng chúng ta, chỉ cần nắng mưa gọi là thời tiết trở trời thì lúc bây giờ bệnh tật nó phát sinh. Hoặc giả chúng ta còn trẻ không thấy đâu, nhưng mà ở một độ tuổi nào đó bắt đầu một số bệnh tật nó sẽ sinh ra, đó là cái chuyện tự nhiên mà thôi. Và cuối cùng sự hủy hoại dẫn đến già chết, đó là một điều tất yếu. Thành ra đây chúng ta thấy cái đó là yếu tố đầu tiên, mà đã có sắc thì tự nhiên nó có thọ. Có thọ thì có gì? Có tướng, có tướng, có hành, hành có thức. Như vậy thì năm uẩn là giáo lý căn bản ở trong cái bài pháp này. Và sự sanh khởi của năm uẩn là nguyên nhân dẫn tới khổ đau. Chúng ta rút ra một bài học, đó là đoạn diệt năm thú uẩn. Thì lúc bây giờ chúng ta mới chấm dứt nó được, chấm dứt khổ đau. Đó là mục đích mà Đức Thế Tôn muốn dạy chúng ta. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, hồi nãy có đoạn thầy giảng, không biết Nhật Tường nghe không, có không biết cái đoạn nào mà cũng có thầy cũng nhắc qua là có thể chúng ta từ vô thị kiếp chúng ta có thể tạo tội tạo nghiệp, rồi đại khái thì khi mà chúng ta gần gũi và học, tu học với Phật pháp thì cái chúng ta có thể chuyển hóa được cái đời sống tu tập cũng như là cái thọ mạng của chúng ta. À, làm cho Nhật Tường nhớ tới cái câu mà thường thường Đức Phật đi chùa thì khi mỗi lần sám hối xong thì quý thầy thường xướng lên câu là vãng thích sở tạo chư ác nghiệp gia vô vô thị tham sân si, từ thân miệng nghi phát sinh ra tất cả nhất thiết chúng sanh giai sám hối. Hôm nay chúng con xin sám hối. Và kính thưa quý vị, chúng ta hàng ngày trong cuộc sống chúng ta đều có cái sự lo lắng, đều có cái sự sợ hãi, đều có cái sự đủ thứ chuyện để cho mình buồn rầu, thân rồi đủ thứ chuyện lo hết, đó cũng là cái nghiệp của mình. Và khi hôm nay mà chúng ta có cơ hội tu tập và có cơ hội nghe pháp, đó là cái chuyện mà là nó thiêng liêng nhất trong cái cuộc sống của chúng ta, tại thời gian chúng ta rất là ngắn ngủi. Và trở lại đề tài này thì Nhật Tường muốn hỏi một câu như thế này nè. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, kính bạch thầy, cũng là cái thầy cho con bây giờ con mượn cái đề tài khác con hỏi vô cũng có cái chương trình cũng như cái Đức Phật dạy là khi mà chúng ta sắc đoạn diệt thì an chỉ biến mất, cái ấy gọi là khổ đoạn diệt bệnh tật, an chỉ già chết biến mất.
Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy là nếu mà một người mà không đủ phước đức cơ thầy thì người đó không thể nào sanh về cõi Tây phương tịnh độ. Mà muốn được gì thì trước hết là chúng ta phải tạo những cái phước, tu thập thiện nghiệp tạo phước, và bên cạnh đó chúng ta phải thiết lập cái đời sống tịnh độ tại nhân gian. Thì cái đời sống tịnh độ tại nhân gian là một trong những điều mà người Phật tử nên làm, là niệm Phật miên mật. Cái đó có phải là một trong những cách để chúng ta đoạn diệt cái sắc, cái thọ, cái tưởng, hành, thức này không, kính bạch thầy? Vâng, đúng rồi. Tại vì khi chúng ta niệm Phật niệm mật thì vọng tưởng nó không sinh. Vọng tưởng nó không sinh thì thức nó đình trú. Mà chúng ta thấy mà một khi mà thức nó diệt, nó không vọng khởi, thức nó diệt á, cũng giống như là cái mặt nước nó bằng phẳng mà sống là như vọng tưởng vậy đó. Cái mặt tâm mà giống như mặt nước thôi. Mà cũng trên cơ sở tự tâm đó vọng tưởng khởi lên thì giống như sống khởi, mà sống nó không khởi nữa thì mặt nước nó bèn phẳng, nó trả lại với sự tịch diệt. Thì lúc bây giờ nó theo nguyện mà sinh. Thành ra đây cũng vậy, khi chúng ta sống ở trong cái hồng danh của Phật, chúng ta niệm Phật nghiêm mật ở trong đó thì tự nhiên vọng tưởng nó sẽ đình trú lại. Nhưng mà một khi vọng tưởng nó đình trú thì thức nó mất đi. Và thức nó mất cho nên chúng ta đi vào trong cái diệt độ. Mà nếu như chúng ta đi diệt độ đến cái mức mà thanh tịnh siêu việt ấy, thì bằng công phu niệm Phật cũng có thể chứng A-la-hán. Cho nên ở trong kinh A Hàm Nguyên Thí, Đức Thế Tôn có nói: này các tỳ kheo, có một pháp mà ai tu tập nhiều những điều thiện, ở trong đó có đủ cả thành tựu thần tông, thần thông cho đến chứng đắc niết bàn, đó là pháp niệm Phật. Niệm Phật, thành ra quan trọng ở chỗ, ví dụ như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta niệm cái gì? Hay là chúng ta niệm rằng chúng ta vọng cầu một cái thế giới cực lạc Tây phương, mà nơi đó là tràn đầy bảy báu trang nghiêm, bạch hạc không tước, anh võ tần già ca diễn pháp âm. Chúng ta vọng cầu mình sinh về một thế giới đó, thì đó có phải là pháp môn nguyện thiết hay không? Hay là muốn vãng sanh hay không? Chúng tôi nghĩ điều đó không có đúng đâu. Chúng ta hiểu rằng ở trong một tôn hiệu Phật thôi, ở trong một tôn hiệu Phật thôi, ở trong đó nó đã có đầy đủ. Nó đầy đủ những cái yếu tố Như Lai, Chí Chơn, Đẳng Chánh Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật và Thế Tôn. Và mỗi tôn hiệu như vậy là cả một cái gì? Cả một cái quá trình tích lũy công đức. Thế Tôn tích lũy như thế nào để Ngài trở thành một đấng Như Lai? Tích lũy những cái gì để Ngài trở thành một đấng Ứng Cúng? Và Ngài làm gì để Ngài trở thành Chánh Biến Tri? Ngài làm sao để Ngài trở thành Minh Hạnh Túc, trở thành một đấng Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, vân vân. Tại sao như vậy? Cho nên khi chúng ta niệm tới danh hiệu của Phật là chúng ta niệm tới công đức Phật. Mà một khi tâm mình niệm tới công đức Phật thì tâm nó thường duyên vào công đức, tướng vào trong công đức, và nó luôn ở trong công đức. Như vậy niệm niệm trong công đức thì lời nói cũng là lời nói công đức, và việc làm cũng là việc làm công đức. Còn nếu như mà ở trong tâm mà nó tạp uế thì lời nói làm sao mà thanh tịnh, và việc làm làm sao mà thanh tịnh? Các vị để ý trong Bát Thánh Đạo mà coi, chúng ta quán khổ, quán tập, quán diệt, quán đạo. Tư duy và khổ, tư duy và tập, tư duy và diệt, và tư duy và đạo. Tư duy như vậy chúng ta sẽ đạt đến cái lực phân tích mà tương ưng tác ý vô lậu. Mà chúng ta chỉ cần tương ưng như vậy thôi thì trong đó chúng ta thành tựu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, tới bát chánh đạo đều đầy đủ hết. Cái kỳ diệu là ở chỗ đó. Cho nên gọi là thánh đạo tam chi. Chỉ cần tư duy và bốn thánh đế thôi mà tám chi phần của đạo được biểu hiện đầy đủ trong đó, từ chánh kiến cho đến chánh nghĩa, chánh định. Những điểm như vậy chúng ta học trong Bát Thánh Đạo chúng ta để ý, chứ không để ý chúng ta không thấy được cái tác dụng. Và người ta tu theo Bát Thánh Đạo là tu làm sao? Là tu chánh kiến, là tu làm sao? Chánh kiến là ta thấy vậy, ta biết vậy, gọi là chánh kiến hay sao? Là sự sai lầm. Tư duy vào khổ, tư duy vào tập, và diệt vào đạo, ở trong đó nó mới sinh ra chánh kiến. Mà tư duy trong trạng thái tác ứng, gọi là tư duy tương ưng với tác ý vô lậu, nó mới sinh ra là chánh kiến. Và ở trong đó nó cũng có mặt là chánh tư duy, nó cũng có mặt là gì?
là chánh định đầy đủ hết tám thánh đạo. Hay là hay ở điểm đó. Vì vậy cho nên khi chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm công đức Phật. Mà niệm công đức Phật nó mới thành tựu. Cho nên gọi là tin sâu. Tin sâu là phải thấy rõ vấn đề mình mới tin sâu được. Rồi nguyện thiết, tức là cái lòng thiết tha. Thiết tha đó chi? Để cho nó, cái lòng thiết tha này thực ra nó là một sự tinh tấn. Tại vì mình là thiết tha như vậy cho nên tâm mình nó siêng năng. Và từ đó mà nó tạo ra cái lực, là cái lực vãng sanh. Cho nên cái đó là cái nguyên tắc mà giáo nghĩa được trình bày với một kiểu khác nhau. Nhưng chúng ta nên khéo hiểu, chứ còn chúng ta hiểu cách mấy mốc, tức là hạnh chuyên, nguyện thiết, rồi tin sâu rồi. Mà tin sâu là tin tới bước sâu gọi là gì? Là tín căn. Tín căn đó là phải thấu hiểu hết tất cả nghĩa của 12, của 10 tông hiệu Phật. Phải hiểu nghĩa một cách sâu sắc, có thể nhìn thấy ở trong hành động cư xử của chúng ta nó có công đức của Phật trong đó. Tin sâu. Rồi hạnh chuyên. Hạnh chuyên tức là sống với 10 cái điều nguyện, 10 cái tôn hiệu đó. Cái hạnh đó nghiêm mật như vậy. Chứ không có hạnh chuyên tức là cái suốt ngày nó mua gì Phật, nó mua gì Phật. Không biết hết trơn. Đó là hạnh chuyên, chứ là kỳ á. Cho nên là hồi nhỏ chúng tôi cũng rất là thắc mắc cái điều đó. Nó sao lạ. Sao mình thấy mình niệm quá ai này quý, mà sao mình thấy đứng lên tới đầu óc mình nó cứ ngu si, nó không có chút xíu nào gọi là thông thái hết trơn rồi. Vậy thì làm sao thành Phật ta? Hay là mình cứ ngu vào chừng thành Phật tự nhiên nó thông thái? Cho nên mình thấy những cái tiến trình như vậy nó không có phù hợp với cái tiến trình tự nhiên. Do vậy cho nên chúng ta nên học giáo pháp một cách là chánh kiến một chút, phải cẩn thận. Thì trong cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh như Nhật Tường mới đặt câu hỏi vừa rồi, thực ra nó bàn bạc đầy đủ hết trong tất cả kinh tạng nguyên thủy, chứ không phải là kinh tạng mà ở bát truyền đâu. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta chưa biết cách niệm Phật đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy và kính thưa quý vị. Khi mà nói tới học đó, thầy cho con hỏi cái này nó hơi trực tiếp mà hơi thẳng. Một trong những cái hạnh nguyện của thầy mà thầy sáng lập ra cái trường đại học Phật giáo như vậy, có phải là để giúp hàng Phật tử bên cạnh cái sự hành trì tu tập thì phải hiểu giáo lý, để như vậy thì cái sự tiến tu nó mới có tiến bộ, phải không thầy? Dạ. Thưa anh Nhật Tường, kính thưa đại chúng, thì thầy cười là thầy, mê quá. thầy cũng không có tốt nhiều như vậy đâu. Thầy cũng không có tốt tới mức là muốn cho Phật tử thế này thế nọ. Chứ ngoài thầy nói cho các vị thấy như thầy tốt được các vị làm theo thôi. Thực ra thầy cũng không có tốt tới mức đó. Suy nghĩ của bản thân chúng tôi thưa với đại chúng một cách nghiêm túc nó là như thế này. Đó là chúng tôi tự thấy cuộc đời mình khổ quá. Không hiểu sao tự nhiên sinh ra đời thấy cảm thọ khổ. Đầu tiên là chút xíu mất, có 6 tuổi ông nội mất đi. Và chúng tôi thấy ông rất là phương phi, ai cũng kính trọng, làng xóm xem ông như là một bô lão, một già làng. Bất cứ lời nói nào của ông người ta cũng tôn thờ. Người ta kính cẩn mà chúng tôi nghe rất là rõ và cảm nhận một đời sống như vậy. Rồi hôm đó tự nhiên ông ngồi, ông tính toán, ông nói ngày mai ông chết. Chúng tôi cũng không biết tại nhà chết là sao mà ông lại tính như vậy. Nhưng mà quả thật ngày mai ông chết thật. Ông chết thật rồi thấy mọi người cũng khóc lóc rồi khiêng đi chôn. Ở trong đầu chúng tôi cứ thắc mắc mãi. Và khi mà sự ra đi của ông ấy, thì cả một cái tộc họ đông người nó bị khủng hoảng, mất cái giống như con đầu đàn ấy, cái đàn trâu thì có con trâu đầu đàn bị mất. Cho nên là không có người nhiếp chúng điều khiển vậy đó. Rồi quán thấy xung quanh, nhìn thấy xung quanh có rất rất nhiều những cái duyên lạ kỳ. Để rồi muốn quyết định chấm dứt sanh tử luân hồi, mà chấm dứt khổ đau, không muốn tái diễn khổ đau nữa. Và nhân duyên thì nó cũng còn nhiều thứ khác nhau, chúng tôi không tiện cơ hết ở đây. Nhưng có một lần là chúng tôi đứng trên một ngọn núi và phát một cái lời thệ nguyện rằng nếu như thân mạng của con mà không có lợi ích gì cho Phật Pháp
thì thân mạng này có tồn tại đối với con cũng không có thêm bất cứ một ý nghĩa nào. Nếu do vậy mà con xin dừng lại ngang đây thì tốt hơn. Tại vì mỗi ngày phải sống và mỗi ngày phải ăn cơm của Thí Chủ. Mà thân mạng tồn tại nó không có ý nghĩa gì hết thì ăn cơm làm gì? Và nếu như có ăn thì không khéo nó sinh nợ nần thêm. Do vậy cho nên chúng tôi muốn ngừng lại cái sự sống. Và đứng giữa sanh tử chúng tôi phát một lời nguyện rất là thiết tha. Khi con mở mắt ra, xin Phật Bồ Tát cho con một thoại tướng rằng mạng sống của con còn có thể tồn tại để làm lợi lạc cho tứ chúng. Thì xin cho con một thoại tướng, còn nếu không thì con chỉ cần một bước tới nữa là con xuống ở dưới một cái núi đá. Thì mạng kèn nó vỡ ra là con xin dừng ngang đây. Không có gì phải buồn phiền hết, không có gì phải luyến tiếc hết. Nhưng mà thưa các vị, cái đứng giữa sanh tử phát nguyện nó thường rất là chí thành. Và chúng tôi mở mắt ra thì thấy có những cái thoại tướng hết sức là kỳ diệu. Ở trong lòng nó mừng rơi nước mắt. Biết rằng là mạng kèn của mình có thể hữu dụng được ít nhiều cho Phật Pháp. Đó rồi sau đó thấy rằng chánh pháp của Như Lai có quá nhiều người hiểu sai. Và chúng tôi đọc kinh cũng có duyên nhớ kinh nhiều, thấy người đời hiểu sai. Thậm chí chư Tăng Ni hiểu sai rất nhiều và họ đem cái hiểu sai của họ, họ thi nhau dạy dỗ quần chúng. Cho nên chúng tôi muốn chỉnh đốn trở lại, mà chỉnh đốn trở lại thì phải thi thiết vô lượng phương tiện quyền xảo. Thì trong phương tiện quyền xảo đó chính là một trường đại học. Trường đại học là phương tiện để chúng ta thâm nhập chánh pháp của Như Lai. Và chúng tôi thấy rằng ai có công đức hộ trì chánh pháp, người đó sẽ thành tựu chánh pháp. Cho nên chúng tôi xây dựng trường đại học cần mẫn là để hộ trì chánh pháp, không ngồi bất cứ lý do gì khác. Và hộ trì chánh pháp bằng cách sao? Bằng cách là thắp sáng chánh pháp lên ở trong tâm của mỗi người. Và mỗi người chúng ta sống ở trong chánh pháp, đó chính là sự hộ trì. Chứ hộ trì không nghĩa rằng là tuyên bố chánh pháp, ra lệnh chánh pháp và ra lệnh cho người khác sống với chánh pháp, còn mình thì đi chơi. Chúng tôi không nghĩ như vậy. Đó là cái nguyện ước. Và do vậy mà hơi thở nó còn, mạng kinh nó còn cứ động đi tới đi lui, thì có thể làm thật nhiều nhiều hơn nữa để cho mình tích lũy nhanh chóng một khối phước báo trang nghiêm. Không khéo mai kia thân hoại mạng chung, mình không thể nào làm được gì cho chánh pháp nữa, thì công đức ở đâu để thành Phật? Do vậy cho nên ai muốn tái sanh thì cứ tái sanh. Riêng chúng tôi là chúng tôi không có muốn tái sanh nữa, muốn chấm dứt cái cõi sanh diệt ngang đây. Do vậy mà còn hơi thở thì chỉ có chăm chú làm sao để cho chánh pháp được trường tồn. Bởi vì chúng tôi tin chắc rằng ai hộ trì chánh pháp, người đó sẽ thành tựu pháp tăng hội mạng trang nghiêm như chư Phật mười phương. Do vậy cho nên mới phát tâm là xây trường đại học. Và dĩ nhiên công việc của chúng tôi là thấy quý Phật tử mà hiểu được chánh pháp và lãnh hội được nhiều hơn, đúng đắn hơn, sâu sắc hơn, thì đó là một niềm khích lệ, là một niềm vui bất tận ở trong lòng của chúng tôi. Đó là cái vấn đề mà tưởng chừng như là chúng tôi tốt lắm, nhưng thực ra là chúng tôi muốn thành Phật mà thôi. Còn ai muốn lang thang thì cứ lang thang, chúng tôi không bao giờ cản điều đó. Đó là cái điều mà chúng ta nên hiểu sâu. Và chúng tôi bộc bạch ở đây là những lời nói như thật ở trong lòng của mình. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân Thầy. Kính bạch Thầy, Thầy có những cái hạnh nguyện rất là cao cả, và hàng Phật tử chúng con cũng tin chắc rằng là những cái hạnh nguyện của Thầy sẽ được thành tựu viên mãn trên bước đường tu tập của Thầy. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Và kính bạch Thầy, trở lại cái cũng như cái lời dạy của Đức Phật ngày hôm nay. Một câu hỏi này trước khi là con xin Thầy cho cái thông điệp của chủ đề. Khi Đức Phật dạy là sắc đoạn diệt, an chỉ biến mất, cái ấy gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chết biến mất. Những cái đoạn diệt chẳng hạn như sắc đoạn diệt, thọ đoạn diệt, tưởng đoạn diệt, thức đoạn diệt, hành đoạn diệt. Nhưng mà đứng trên cái bệnh viện khoa học đó Thầy, thì con người không phải có sắc, có thọ, tưởng, hành, thức chứ Thầy. Mà nếu đoạn diệt thì là như thế nào? Vâng, đây là một câu hỏi hay. Chúng ta khéo hiểu chứ không khéo hiểu, nghĩ rằng sắc đoạn diệt tức là chúng ta hủy diệt mạng căn, hủy diệt sự sống thì sắc đoạn diệt. Chúng ta hiểu như vậy là sai. Các pháp hữu vi nó là như vậy, nhưng tâm chúng ta nó duyên vào trong sắc, nó chấp thủ sắc. Cái tâm chấp thủ sắc đó là sắc sinh.
Mà cái tâm viễn ly sắc đó chính là sắc diệt. Cho nên ví dụ như thấy sắc mà tâm nó khởi tham ái và nó nhiễm vào trong đó thì đó gọi là sắc sinh. Còn nó không khởi tham ái, không khởi tham ái, nó thấy tất cả là phù du huyễn giả thì lúc đó gọi là sắc diệt. Cho nên cái chữ sắc sinh sắc diệt này nó là sanh khởi từ tâm, còn dạng vật nó như vậy đó. Đặc biệt ví dụ như một vị ở trong đà trong chánh định, ở trong chánh định rồi thì khi họ có diệt mạng căn họ còn sống trong chánh định, và trong chánh định như vậy thì sắc nó không sinh. Mà sắc nó không sinh thì làm sao mà nó có diệt, nó không diệt thì làm sao nó đỡ lại đặc tính bức bách khổ đau. Cho nên ở đây chúng ta làm sao cho sắc diệt, ở đây là không đỡ cho cái sắc nó sinh khởi trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái hình sắc đẹp mà trong tâm chúng ta sinh ra luyến chấp, chính cái tâm luyến chấp đó mới chính là sắc sinh. Hay là cái tâm luyến ái, cái ái nó sinh ra trong sắc đó, và cái tâm chúng ta nó gọi là cái tâm bị thức nó nhiễm ấy, tâm nhiễm thức đó. Tại vì có sắc thì có thọ, thọ tưởng hành thức nó là một chuỗi dài nó đi như vậy đó, và trong tâm chúng ta nó nhiễm thức, mà đời sống của thức nó nhiễm, khi thức sắc nó biến đổi thì cái thức ở trong nó thay đổi theo, và thức thay đổi đó chúng ta gọi là thức tùy chuyển. Mà cái thức nó tùy chuyển thì ở trong đó khổ nó xuất hiện. Cho nên muốn chấm dứt khổ thì phải chấm dứt cái thức tùy chuyển đó. Ví dụ như Đức Thế Tôn ăn cơm, ngày ăn cơm thì ngày ăn cơm thì ăn cơm, mà cái thức cũ á, cái thức đối đó nó ăn rồi, cái thức đối đó nó diệt rồi, cái thức mới nó không có sinh. Tức là ngài không mong rằng là bữa sau ta quay lại chỗ ta đi khất thực đỡ nhà nào cho ta một bữa ăn nữa. Hay là ngài phải thuyết một cái bài pháp đỡ cho người ta cho mình nhiều thức ăn ngon hơn, hoặc là thuyết một bài pháp đỡ cho người ta khen mình, cái khen đó là một thức sinh đó. Đó, cho nên nó không có sinh, nó không sinh thì tự nhiên nó sẽ không diệt, đó gọi là sự đoạn diệt. Mà đoạn diệt thì nó là niết bàn an vui. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải thấu hiểu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, tuy là ngây ngô nhưng mà cũng là một cái câu hỏi mà có thể làm cho đại chúng sáng tỏ, phải không bạch thầy? A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con nghĩ về chủ đề này thì con cũng đã hỏi rồi. Giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con cái thông điệp của chủ đề này trước khi mình bước sang qua những câu hỏi mà con đã nhận được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Nhật Tường. Kính thưa đại chúng, chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chủ đề sanh khởi và đoạn diệt. Cái gì sanh khởi, cái gì đoạn diệt trong cái phương diện của sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta chiêm nghiệm nếu tâm chúng ta nó sinh khởi theo sắc, theo thọ, theo tướng, theo hành, theo thức, vọng chấp, ái chấp theo đó mà sinh ra thì khổ đau sẽ xuất hiện. Một khi tâm chúng ta nó an trú, nó đình chỉ thì những cái loại thức đó nó sẽ chấm dứt và chúng ta giải thoát khổ đau. Đó chính là thông điệp ở trong cái pháp thoại hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân thầy đã hướng dẫn chúng con qua chủ đề sanh khởi đầu tiên. Giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con đọc một câu hỏi mà con đã nhận được nha thầy. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Đây là của một Phật tử đã gửi. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, con có câu hỏi như sau: đồ cúng như các loại bánh được đóng gói hoặc chung nước cúng được đậy nắp, hoặc đĩa thực phẩm dân cúng mà được bọc lại bằng giấy kiến ni lông, hương thực ấm đó có thọ hưởng được không kính bạch thầy? Cũng một câu hỏi hay bạch thầy. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thường thường cúng là chúng ta nên mở ra, chúng ta nên mở ra, tại vì đơn giản vạn vật nó được bốc mùi lên ấy, thì chúng ta mở ra để cho cái hương của nó duyên mạnh hơn, nó lan tỏa nhiều hơn thì hương thực ấm nó sẽ dùng tốt hơn. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng những cái đồ mà chúng ta bịt lại cũng chưa chắc gì hương nó không bay ra. Mà tâm của chúng ta do cái thức mũi chúng ta nó thô, thành chúng ta không có ngửi được thôi. Chứ còn nếu như cái thức vi tế hơn nó sẽ ngửi được. Thì cũng vậy, thân hương thực ấm đó nó là một loại thức hương thực rất là vi tế, cho nên nó có thể cảm nhận ra được. Cái đó là cái điều mà chúng ta thấy nó cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên lời khuyên của chúng tôi là nên mở ra, nên mở ra. Bởi vì đồ ăn chúng ta đã cúng thì chúng ta cũng không có nên là nghĩ rằng mình sẽ ăn lại. Tại vì cúng là mình đã dâng rồi, thì cái nào còn sạch thì mình có thể dùng lại, giống như là cha mẹ ăn trước con ăn sau. Thì đó là tùy theo tâm của mình, tùy theo suy nghĩ của mình, tùy theo cái văn hóa ứng xử của mình. Nhưng mà
Nhưng mà khi cúng rồi, đồ cúng thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cúng là trọn vẹn. Do vậy cho nên chúng ta nên mở ra chứ không có nên đỡ nó bịt lại. Bịt lại rồi rồi giống như ăn mà không có được mở ra sao ăn, phải không ạ? Thì chúng ta hiểu là cái nó mang tính văn hóa thôi, chứ trong đó thì thực ra nó cũng có giáo pháp gì cả. Còn ở trong giáo pháp Như Lai, Đức Thế Tôn nói cái đời sống hương thực đi kiếm thức ăn mà tồn tại. Nhưng mà chỉ cần một cái niệm hồi hướng như các ngài đi xin một bữa ăn, dâng cúng cho các vị tỳ kheo bốn vị thôi, đem công đức đó hồi hướng chỉ thị sang hương linh của mình, thì hương linh cũng có thể ngay lúc đó siêu thoát rời khỏi cái thân thực ấm đó, thì cũng là bình thường mà thôi. Cho nên đó là trong khi cúng cho một vị tỳ kheo khác ăn hoàn toàn là không có hướng tới, phải không? Dạ. Nhưng mà chỉ cần đem cái tâm công đức hồi hướng thôi thì nó vẫn chuyển hóa được. Vì vậy cho nên những cái vấn đề thực phẩm á, thì chúng ta tùy theo cái khía cạnh văn hóa mà chúng ta nhìn, điều đó nó không có nằm ở trong kinh điển A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, sẵn đây thầy cho con hỏi thêm câu nha thầy. Cũng là trên cái phương diện cúng kiến đó, nếu là người Phật tử tại gia hàng năm tới ngày cúng dỗ ba mẹ mình thì mình cũng nấu mâm cơm chay mình cúng, mình có nên tụng bài chú biến thực biến thủy chân ngôn không kính bạch thầy? Dạ vâng, cái đó nên tụng, cái nên tụng. Điều này chúng ta thấy ở trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy có cái tác dụng của những câu chú hộ pháp. Thì chúng ta nên tụng. Tại vì nếu như tụng cho cúng Phật thì nên tụng 21 lần. Rồi cũng không phải Phật Bồ Tát thì chúng ta có thể tụng ít lại. Nhưng mà câu biến thực biến thủy thì nó có cái tác dụng là làm cho những cái thực phẩm đó nó hóa thành những cái thực phẩm kỳ diệu mà nó thích hợp với cái đối tượng chúng ta hướng đến cúng dường. Ví dụ chúng ta cúng Phật thì vẫn là biến thực biến thủy, mà chúng ta cúng cơ hồn cũng là dùng câu chú đó. Nhưng câu chú chúng ta là hướng tới cái đối tượng bi điền, còn Đức Phật thì chúng ta hướng đến cái đối tượng là kính điền. Thì nó được có cái tác dụng là tương xứng với cái tâm của chúng ta. Thành ra đó cũng là chuyện bình thường mà chúng ta nên đọc. Đọc, biết đọc thì nó cũng có cái hiệu quả hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính quân thầy. Thầy làm con hơi thắc mắc rồi. Ủa, con tưởng là cái biến thực biến thủy chân ngôn là mình chỉ dùng cúng cho hương linh thôi, chứ mình chư Phật, chư Bồ Tát mình không phải tụng. Vâng, thầy anh cứ lật ra ở trong cái nghi thức cúng ngọ Phật á, thì dạ, cũng là những câu chú đó mà thôi. Dạ vâng. Dạ. Con cảm ơn thầy. Và đây mình bước sang chủ đề kế tiếp là cội gốc của đau khổ, kính bạch thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, cội gốc của đau khổ là chủ đề chúng ta tìm hiểu tiếp theo trong buổi vấn đáp Phật pháp hôm nay. Nhân duyên Đức Thế Tôn đang ở tại Savatthi, Thế Tôn dạy các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về đau khổ và cội gốc của đau khổ. Đây là một vấn đề thiết yếu mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Hãy lắng nghe này các tỳ kheo. Thế nào là đau khổ? Xác này các tỳ kheo là đau khổ. Xác định đối tượng đau khổ. Xác định rõ hiện tượng khổ đau. Rất rõ ràng, đó là có thân thì có khổ. Đây là xác. Và thọ là đau khổ. Nếu như mà cái thọ trái ý nghịch lòng, cái thọ này nó đau nhất tận tâm can. Rồi gì nữa? Tưởng là đau khổ. Chúng ta nghĩ tới một cái viễn vọng nào đó. Chẳng hạn như một ông vua mất nước, nghĩ rằng mình không thể nào đối diện với lịch đại tiên đế. Cho nên đau khổ vô cùng, xấu khổ vô cùng, thậm chí tự sát. Rồi hành là đau khổ. Hành là đau khổ. Tức là các cái sự vận hành ở trong tâm, nó niệm niệm sinh diệt. Mà chúng ta biến dịch sinh tử. Bồ Tát á, chúng ta là phân đoạn sinh tử kiếp này và sang kiếp khác. Còn các vị Bồ Tát thì một niệm khởi trụ dị và diệt, nó nằm ở trong cái chu kỳ gọi là biến dịch sinh tử. Đó là cái khổ của các vị Bồ Tát. Như vậy thì hành, pháp hành đó vẫn là khổ. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng thức. Thức là gì? Là khổ. Cái đời sống của thức tái sanh là đời sống của khổ vô cùng. Cho đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tướng hữu xứ, phi tướng phi vi tướng xứ. Phi tướng xứ nó vẫn còn một cái niệm vi tế gốc rễ của thức. Đó là tướng. Nó vẫn còn cái vi tế như vậy đó. Nhưng cuối cùng nó vẫn tái sanh trong luân hồi. Chứ khi nào đến chỗ vô sanh pháp nhẫn thì lúc bây giờ nó mới chấm dứt khổ đau mà thôi. Và Đức Thế Tôn nói rằng, vậy thì thế nào
gọi là cội gốc của khổ đau. Bởi vì sự thật đau khổ đó là sắc thọ tưởng hành thức. À, còn cái gốc của đau khổ là từ đâu sinh ra? Thế Tông nói rằng chính là khát ái này hướng tới tái sanh. Cái lòng khát ái hướng tới tái sanh, cái lòng khát ái hướng tới một cái đời sống tái sanh, câu hữu với hỷ và tham. Cái đây là cái cội gốc. Cái tâm chúng ta nó câu hữu, nó câu tức là nó kết hợp, hữu là có mặt. Nó kết hợp với sự có mặt của gì? Của niềm vui ở trong tham. À, vui phải có tham. Ví dụ như là gặp nhau uống chén trà, nó không có vui bằng là uống bia uống rượu. Bởi vì tham uống, tham cái vui đó, không có bia rượu thì nó không vui. Cho nên phải có bia rượu nó mới vui. Cái hỷ đó gọi là hỷ tham. Chứ không phải là hỷ lạc ở trong định, mà là hỷ tham. Mà câu hữu với tham, với hỷ rồi, thì tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Câu này là câu nói hết sức trừu tượng. Chúng ta tìm cái hỷ lạc trên cõi trời, tìm hỷ lạc ở trong giác quan, tìm hỷ lạc trong cõi xúc, hỷ lạc ở trong ăn uống, hỷ lạc trong danh vọng. Nói chung là tìm cầu hỷ lạc ở chỗ này, chỗ kia, tùy vào cái vọng tâm của hữu tình đó mà tìm kiếm cái hỷ lạc ở chỗ này, chỗ kia. À, tức là gì? Là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cái chỗ là hỷ lạc ở chỗ nào? Ở dục ái, tức là ái trong cõi dục. Hữu ái, tức là ái trên cõi trời, cõi trời là sắc giới. Rồi phi hữu ái, tức là ái trên cõi trời không có sắc, gọi là phi hữu ấy, là vô sắc. Như vậy thì ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tùy theo tâm ái nhiễm ở chỗ nào, đều là trạng thái dẫn tới luân hồi sinh tử khổ đau. Đó chính là cái cội gốc của khổ đau. Vậy thì ra khỏi ba cõi mới an vui được. Chúng ta đọc ở trong Pháp Nhạc Âm có mấy câu, đó là chưa ra ngoài ba cõi sao có thể an vui. À, về đi thôi, hãy về đi thôi. Hãy tìm con đường giác ngộ cho bản thân của mình. Như Đức Thế Tôn đi thấy bốn cái hiện tượng gọi là sinh già bệnh chết, và Ngài về đi thôi, để tìm con đường giải thoát khổ đau cho chính mình, chứ không có thể nào tiếp tục nhớ nhơ ở trong cõi luân hồi sinh tử nữa. Đó chính là cái hành động quyết liệt để chấm dứt cội gốc khổ đau. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Giờ kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn ít phút nữa thôi là chương trình hôm nay sẽ được tạm ngưng, để tuần sau tiếp tục nữa. Thì quý vị có những cái câu hỏi về cái chủ đề này không? Cội gốc của khổ đau đó rất dễ hiểu và gần gũi trong đời sống chúng ta. Ai với Nhật Tường là đầy khổ đau luôn á, Nhật Tường nói thiệt luôn á, chứ không có gì mà cho nên xa lạ đối với Nhật Tường. Cho nên quý vị có câu hỏi gì, Nhật Tường mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi vấn đáp và pháp ngày hôm nay nha. Cái việc gọi vào và thầy sẽ từ bi hướng dẫn cho chúng ta. A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, cội gốc của khổ đau này, con đi thẳng vào vấn đề luôn. Đức Phật thiết chế ra năm giới, thập thiện giới, hay thọ bát quan trai, những cái phương pháp mà hàng Phật tử có thể thực hành được, có thể đối trị hoặc là gieo những cái mầm mống tốt để đối trị được cái cội gốc của khổ đau này không, kính bạch thầy? Vâng, thánh giới của Như Lai có khả năng phòng hộ, thánh giới của Như Lai có khả năng phòng hộ, nó có khả năng chữa lành, nó có khả năng là đưa chúng ta đến bờ giác ngộ, nó y như là một chiếc thuyền đưa chúng ta qua biển sanh tử. Cho nên chúng ta thọ trì thánh giới của Như Lai thì chúng ta có thể là chấm dứt được cái cội nguồn của khổ đau. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Cái khổ đau này và cái khổ đau của cái tứ diệu đế đa khổ tập diệt đạo có giống nhau không thầy, kính bạch thầy? Kính thưa quý vị, ở trong khổ tập diệt đạo, cái chữ khổ ở trong tứ thánh đế nó là cái khổ quả. Còn cái khổ đau này là cái khổ nhân. Thành ra chúng ta thấy này, chẳng hạn như là sắc, thọ tưởng hành thức, đây là hiện hữu của một khối khổ đau là gì hả? Là cái quả. Và cái nhân của nó sinh ra từ đâu? Là cái nhân của nó từ gì? Từ cái lòng khát ái hướng tới tái sanh, nó câu hữu với hỷ và tham. Và cái quá trình câu hữu đó, cho nên nó đi tìm kiếm. Nó tìm kiếm niềm vui ở chỗ này, chỗ kia. Cái lạc thú chỗ này, chỗ kia. Mà nó tìm ở trong ba cõi chứ không riêng gì một chỗ nào. Cái đó là cái cội gốc. Và chữ khổ ở trong thánh đế nó là cái khổ quả tương xứng với đoạn đầu. Và nếu như chúng ta tiếp tục
là tập đế thì chúng ta mới thấy rằng đây chính là gì, là câu hành hí, câu hành tham đây này, tham và này kia đó, cái đó là tập đế đấy. À, và ở đây ấy, thì Đức Thế Tôn nói rằng là khổ đế và tập đế, cho nên ngài không có nhắc tới lại là diệt đế và đạo đế ở trong đoạn kinh này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy, hay quá, kính bạch thầy. Thầy có điều gì muốn nói về chủ đề này không? Không có thì con xin thầy cho chúng con cái thông điệp chủ đề này. Còn trước khi có một hai câu hỏi nữa, kính bạch thầy. Dạ vâng, mời đặt câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy. Câu hỏi này thì nó hơi ngoài đề chút xíu. Khi mà thầy nói về cái chư Phật, chư Bồ Tát nói về tập đế khổ đế này. Thường thường á, khi mà nghe trong kinh Đức Phật thuyết giảng, có những cái đoạn trước khi Đức Phật thuyết giảng thì phóng hào quang, phải không? Là cái thường hào quang của Phật thì nó là trong đó là từ cái sự từ bi. Vậy thì Thiên Ma Ba Tầng nó cũng phóng ra hào quang. Vậy thì cái hào quang giữa Đức Phật và hào quang của Thiên Ma Ba Tầng khác nhau như thế nào, kính bạch thầy? Nhược dị sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu như chúng ta thấy cái hào quang mà chúng ta nghĩ rằng á là trong đó có tịnh pháp, lạc pháp thì nó không nên. Nó lấy sắc mà cầu ngã, cầu thấy ta thì người đó hành tà đạo. Cho nên chúng ta không thể so sánh được. Chúng ta chỉ thấy tất cả tướng không có tướng là thấy Như Lai. Chúng ta nên chú trọng vào điểm đó. Chúng ta không chú trọng vào hào quang. Còn ở trong kinh điển Đại Thừa nói đến hào quang thì cảnh giới của chư thiên Bồ Tát với tâm thanh tịnh mới nhận ra được. Còn phàm phu chúng ta thì cứ thấy sắc tướng nó quang minh vậy thôi. Chứ còn thấy cái hào quang rực rỡ như là ngũ sắc này kia thì tùy theo cái mức tâm tịnh lạc của chúng ta mới thấy được. Còn đa số là chúng ta nên hiểu theo nghĩa bóng. Hào quang đây á, chính là hào quang trí tuệ. Mà chúng ta nhân mùa Vu Lan chúc các vị sống trong ánh hào quang của Phật. Hào quang đó là ánh sáng trí tuệ. Mà chúc cho chúng ta sống trong ánh hào quang của Phật là chúc chúng ta sống thường ở trong trí tuệ của Phật. Mà muốn cái trí tuệ của Phật là chúng ta phải học hỏi Phật Pháp. Chúng ta mới biết Đức Phật dạy cái gì và từ đó mà chúng ta mới sống được với trí tuệ. Đó chính là cái nội dung chính. Chứ còn nếu chúng ta đem cái hào quang so sánh ấy, thì cái này rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Ví dụ như giờ Ma Ba Tuần cũng có 32 tướng tốt. Rồi Đức Thích cũng có 32 tướng tốt. Đấng Giác Ngộ cũng có 32 tướng tốt. Mà không khéo thì khác nhau đó nghe. Khác nhau đó. Chứ nó khác nhau là hào tướng tốt của Phật là tướng tốt nó gọi là rõ nét hơn, nó thanh tịnh hơn. Thì chúng ta phải đem hai vị chúng ta so sánh. Chứ chúng ta có bao giờ gặp Đức Thích đâu mà chúng ta biết chúng ta so sánh. Thành ra những cái điều như vậy chúng ta thấy cũng phải cẩn thận. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy. Giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con cái thông điệp của chủ đề cội gốc của đau khổ, kính bạch thầy. Dạ kính thưa quý vị, khi chúng ta thấy cái quả khổ, chúng ta hiểu ra nguyên nhân của khổ. Và một khi chúng ta đã thấy nguyên nhân của khổ thì tự nhiên chúng ta sẽ có xu hướng là đi tìm kiếm cái phương pháp để chúng ta chấm dứt khổ đau. Đó là cái thông điệp mà chúng ta nên quán chiếu. Cho nên Thế Tôn dạy chúng ta quán khổ và quán tập, đó là nền tảng để mà chúng ta thành tựu là diệt đế và đạo đế. Đây chính là thông điệp mà chúng ta thấy ở trong pháp thoại hôm nay đề cập tới như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy. Kính thưa quý vị, thường thường trong mỗi lần giới thiệu thì thường nói cũng là chia sẻ như Phật sự trọng yếu tại viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đó. Thì chúng ta trong mùa nhân mùa Như Lan này thì thầy có những Phật sự gì thầy muốn chia sẻ hay không, một vài ba phút trước khi chúng ta kết thúc chương trình, kính bạch thầy. Dạ xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều, kính thưa đại chúng. Phật sự của Bồ Đề Phật Quốc thì thực sự rất là nhiều thứ. Tuy nhiên tất cả mọi Phật sự đa đoan của Bồ Đề Phật Quốc cũng không ngoài mục đích, đó là để xây dựng cho được một trường đại học Phật giáo. Và chúng ta có thể nhìn thấy trong lịch sử học thuật Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, từ Hòa Thượng Thiên Ân cho đến các vị Hòa Thượng tiếp theo, các ngài đã từng vận động và xây dựng. Nhưng nhân duyên nó chưa có đủ độ chín mùi. Thành đến hôm nay, Bồ Đề Phật Quốc của chúng ta kế thừa mọi duyên lành mà các bậc tiền bối đã đặt xuống nền tảng. Giờ đây, hoa trái bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ngày 31 tháng 8 này,
tức là thứ năm tuần tới đây, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, đặc biệt là chủ nhật, chúng tôi tổ chức khai giảng chương trình dự bị Master Triết học Phật giáo. Có thể nói đây là một chương trình mang tính bước ngoặt lịch sử trong nền học thuật Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Tuy nó còn đơn sơ mộc mạc, nhưng nếu chúng ta có tầm nhìn rộng ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng những ngày sắp tới, từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 3 tháng 9 tại Bồ Đề Phật Quốc, là một sự kiện tối trọng đại. Chúng tôi không thể nào nói nhiều hơn, bởi vì ngại rằng các vị cho rằng chúng tôi là tự đề cao công việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi hoàn toàn không có đề cao chút nào. Chúng ta với đôi mắt trong sáng không tì vết, với đôi mắt vô tham, vô sân, vô si, với đôi mắt vô lậu, chúng ta hãy nhìn xem, nếu như không có học giáo pháp thì làm sao chúng ta giác ngộ? Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng tư duy và khổ, tư duy và tập, tư duy và diệt, tư duy và đạo. Tư duy là học tập. Giáo pháp của Phật dành cho bậc trí nội chứng. Cho nên chúng ta tư duy, đó là chúng ta dùng trí tuệ, nhờ cái lực tư duy đó mà nó mới thành tựu giáo pháp. Thì một ngôi trường đại học là phương tiện, không thể thiếu được. Nó ở trong đó mới sản sinh học thuật, sản sinh sự hiểu biết và nó duy trì, giữ gìn chánh pháp của Như Lai. Chúng tôi trong mùa Vu Lan, ngày Phật Đà hoan hỷ, ngày chư Phật mười phương độ trì cho nhân thế này, chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tổng Đức Tăng Ni, quý Phật tử xa gần dành chút ít thời gian quan lâm tham dự chương trình này. Xin các vị nhận cho chúng tôi một lời cung thỉnh thành tâm và hết lòng thông cảm cho chúng tôi. Bởi vì trong thế cô lực yếu, ở trong nhân lực mong manh, chúng tôi đang nỗ lực làm tất cả mọi việc để Đại học Sakya Buddha được hình thành. Do vậy mà chúng tôi không có thời gian giao hảo với chư Tổng Đức Tăng Ni, mặc dầu ở trong lòng hết sức là kính trọng. Nhưng chúng tôi không có đủ thời gian giao hảo với tất cả đại chúng. Mong rằng thông qua ban tầng 57.15 này, các vị hoan hỷ nhận lời mời của chúng tôi mà quan lâm ở tại Bồ Đề Phật Quốc từ 9:30 ngày 3 tháng 9 năm 2023 để chúng ta dự một cái lễ khai giảng mang tính bước ngoặt lịch sử trong nền học thuật Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Nếu các vị có thời gian nhiều hơn, cho chúng tôi mời các vị đến vào 5 giờ thứ năm ngày 31, thứ sáu ngày 31 cũng 5 giờ. Để chúng ta dự những cái giờ hội thảo nó có tính hết sức là cao quý, tăng trưởng kiến thức. Và đặc biệt nếu như các vị muốn kỳ siêu cử quyền thất tổ ở trong mùa Vu Lan này, thì chúng tôi cũng thiết lập đàn tràng truyền tam quy ngũ giới, thế pháp xuất gia. Chúng tôi khai mạc cái chương trình kỳ siêu thất tổ cử quyền bằng đại trai đàn chẳng thí, và sau đó thì cúng dường thập phương tăng. Thưa là quý vị, trong những chương trình như vậy, chúng tôi thiết tha cung thỉnh chư Tổng Đức Tăng Ni, quý vị thông qua người này, thông qua người kia, mời các vị phổ biến rộng rãi thông tin này và thay lời của chúng tôi mà xin thành tâm cung thỉnh tất cả quý liệt vị tha quan lâm về tại Bồ Đề Phật Quốc trong những ngày sắp tới. Đó là lời thành tâm cầu thỉnh, mong quý vị liễu tri và hoan hỷ nhận cho chúng tôi lời cầu thỉnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có lẽ chương trình cho phép chúng tôi dừng lại ngang đây. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đây đầu kính tri ân thầy. A Di Đà Phật, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ Đề tâm kiên cố, và kính hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau lúc 8 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy, xin kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.